có hai cái vấn đề mới. Thứ nhất á, là các luật sư đã chính thức gửi văn bản yêu cầu đình chỉ vụ án và gửi cho cơ quan điều tra công an tỉnh Long An. Cái lý do mà chúng tôi có up lên tác cộng đồng á, thì cơ quan điều tra tỉnh Long An họ cho rằng là cô Vân không chịu đi giám định. Nhưng mà thông thường á, đi giám định thì phải là sự việc chưa có rõ ràng. Còn cô Vân là người bị bệnh ung thư và vừa phẫu thuật xong, đáng lý ra người ta chỉ cần lấy cái hồ sơ bệnh án người ta thẩm định thôi, chứ bây giờ đi giám định thì giám định cái gì, chẳng lẽ bây giờ đi lôi vết thương của cô ấy ra đi giám định. Và trong thời gian vừa rồi quý vị biết đó, thứ nhất là sức khỏe của dân yếu, thứ hai á, là cũng đang kẹt, quý vị thấy là trong trường A lúc đó chuẩn bị cho phiên phúc thẩm mà các thầy thì bị bắt rồi, các cháu thì cũng còn coi như ít ai chăm sóc, chỉ có các cô đi đi học thôi. Mà thứ ba nữa đó là cái đường giám định nó xa, bây giờ đâu ai lái xe đâu, mà xe cộ đi vào Thiền Am thì quý vị thấy là có rất nhiều xe ôm, họ ngang nhiên họ chạy họ xét xe có người đó là hồng lục cốp gì đó, mặc dù cái đó là trái pháp luật vì đó đâu phải là cái nơi tội phạm khủng bố hay gì đâu, hay là chỗ buôn lậu. Nhưng một số khách hàng họ phàn nàn là họ khi họ vào trong Thiền Am á thì bị xe ôm chặn đường, rồi có người là lục cốp xét xe gì đó, và nếu ta cự á thì dễ xảy ra, bởi vì địch thì trong tối mà chúng ta ngoài sáng, câu nhịn chính yếu lành. Thành ra rõ ràng bây giờ những người nào đi vào Thiền Am á cũng gặp rắc rối. Mà như vậy thì làm sao ai mà đưa cô Vân đi khám bệnh được, cũng như bây giờ đưa lên đỉnh mà lỡ như trên đường sức khỏe thôi có vấn đề gì đó thì ai chịu. Và chúng tôi cũng đề nghị là cơ quan điều tra cho xe hỗ trợ xe và bác sĩ xuống, hoặc là làm tại chỗ, hoặc là đưa cô đến bệnh viện thì họ chấp nhận. Mà tụi tôi đâu có xe, đâu có bây giờ đâu có xe cấp cứu, đâu có biết lái xe đâu mà đưa họ cô Vân đi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chuyện đưa không cần thiết, bởi vì người ta đã mổ rồi, vết thương là thật, cái bệnh là thật. Mà giám định á, thông thường các cơ quan là họ giám định là giám định tỷ lệ thương tật trên hồ sơ bệnh án, chứ bây giờ bệnh ung thư mà lô lên tôi cũng chẳng hiểu là bệnh ung thư lô lên thì giám định cái gì, tôi chưa hiểu cái đó. Và chính vì này đó đó thì cơ quan điều tra không đình chỉ vụ án mà họ tiếp tục là họ khởi tố và thậm chí là họ ra cái điều tra. Do đó chúng tôi một lần nữa thì gửi văn bản lên, tất nhiên là mình chỉ gửi thôi, còn xem hay không xem á là chuyện của thẩm quyền của cơ quan điều tra công an tỉnh Long An cũng như viện kiểm sát đấy. Và đặc biệt là viện kiểm sát nhân tối cao cũng có văn bản chuyển về cho chúng tôi biết rằng cái đơn chúng tôi tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa và tố cáo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã được nhận và chuyển về viện kiểm sát là tỉnh Long An xử lý. Mà nếu tôi không lầm á thì cái đơn chuyển này chắc cũng chuyển tới N rồi. Có điều theo quy tắc viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phải xử lý, có thể họ chấp nhận, có thể họ không chấp nhận, nhưng cái văn bản của họ hoặc cái quyết định trả lời của họ là cơ sở để chúng tôi chuyển lên cấp cao hơn. Có điều là cái hồ sơ đưa lên tới đó thì về tới Long An, về tới Long An thì lại biến mất. Nói chung là chắc là họ có việc gì vậy, thì quy trình là phải chuyển về là Long An, nhưng cơ quan xử lý đây là viện kiểm sát, bởi vì viện kiểm sát nhân dân là cái nơi giám sát việc thực thi pháp luật. Mà chúng tôi có đơn tố cáo về việc vi phạm tố tụng thì viện kiểm sát phải là cơ quan xử lý. Sau khi viện kiểm sát tỉnh xử lý xong rồi, nếu không đồng ý thì chúng tôi mới bước đến cấp cao hơn. Thì nó là quy trình như vậy thôi, chứ quý vị không có lạ gì cả, nó quy trình như vậy thôi. Và chúng ta nên hiểu này, theo nguyên tắc thì viện kiểm sát và cơ quan an ninh điều tra là hai cơ quan hoàn toàn độc lập với nhau. Có điều chắc họ quên thôi, họ có thể là làm cái vụ án công dân nhanh rồi họ đang tập trung chắc tìm mấy cái tay bị hại cho lừa đảo gì đó, thành ra là chắc có lẽ chúng ta cũng chờ. Nhưng bây giờ thì tôi thế này, chúng tôi đã chính thức là có đơn tố cáo, thì nói một cách khác là giữa chúng tôi với lại an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã có một cái hành động, và bây giờ tất nhiên phải xử lý đúng hay sai thôi.
bây giờ không phải là chuyện hợp tác là làm việc như thời gian trước, nhưng mà cái thời buổi này á, đến cái giai đoạn này thì có đơn tố cáo thì tất nhiên phải xử lý, và như tôi nói mà, tố cáo sai thì chúng ta phải chịu trách nhiệm, đó là quy định, chứ không phải chúng ta lợi dụng, chúng ta muốn tố cáo ai chúng ta tố cáo, nhưng mà tố cáo thì phải được giải quyết. Tất nhiên là mình chờ thôi, và tất nhiên khi chờ thì họ lại tiếp tục cái chương trình truyền thông. Mọi người thấy hiện nay đó thì bắt đầu họ có những cái vấn đề truyền thông, thì N11 của chúng tôi cũng là một dạng truyền thông. Tất nhiên mình là truyền thông của gốc, còn họ là truyền thông chuyên nghiệp. Có điều là bây giờ mình đang có mình lì thôi, chứ bây giờ mình chỉ có cái kênh như vậy. Hy vọng cái sự hỗ trợ của quý vị tiếp tay chúng tôi để lan tỏa thông tin đó. Còn nếu như mà không có sự ủng hộ gì đó thì tất nhiên chúng tôi sẽ cô đơn trong cái cuộc chiến này. Do đó về truyền thông, chúng tôi mong rằng là quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi chia sẻ những thông tin đó. Và đặc biệt nha, càng chia sẻ cái chương trình N11 càng nhiều thì cơ may cho các cô cấp trên nhìn thấy càng tốt. Và tất nhiên chúng ta xem như là bây giờ họ là đài truyền hình VTV thì cái đó đúng không? Rồi đài truyền hình tỉnh, còn mình là đài truyền hình của Bắp, đài truyền hình YouTube. Thì có điều là mình có thể là mình đảm bảo rằng mình cung cấp thông tin trung thực, còn họ là cung cấp một số thông tin bị đặt. Và thật sự là họ đã bị đặt 3 năm nay rồi. Nên bây giờ tất cả những gì họ thông báo chúng tôi không quan tâm đến. Tôi xác định là như vậy. Có điều tôi cũng hơi không có vui lắm. Đó là trong đó thì có xuất hiện một số cán bộ anh điều tra công an tỉnh Long An. Ví dụ như ông Đồ Minh Hoàng hay là ông Trần Công Luận gì đó. Thì chắc có lẽ các anh ấy quên là trong thời gian điều tra đó, chúng tôi là người hợp tác rất tốt với họ. Chỉ có họ là không hợp tác với chúng tôi thôi. Có cái gì chúng tôi cũng tâm sự với họ, trình báo với họ và cùng nhau để mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng không biết sau này mấy anh ấy quên hay sao đó. Thậm chí quý vị thấy là cái ngày mà 24 tháng 9 năm 2022 thì anh Trần Công Luận, tức là người ta coi VTV9 mà mặc đồ an ninh đó, thì anh ấy may mắn là cái cô hình như là cô chiến sĩ cán bộ ngoài sau đó mà không cản anh ấy đó, thì có lẽ anh ấy xuống đã, có thể anh ấy đã xử tôi rồi. Tôi nghĩ là như vậy, vì anh ấy hôm đó là rất là giận. Thì giận chắc là nói chung là khó giải thích với tôi thôi. Mà tôi thì tôi mời anh ấy xuống, tôi nói là mấy anh xuống thì anh trình bày với tôi, mấy người theo tôi, rồi luật sư Phúc, luật sư Mạnh cũng nói, anh Hoàng, anh Luận gì đó. Có lẽ chúng ta đã có thời gian hợp tác rất là ăn ý với nhau, tuân thủ pháp luật. Nhưng mà đến ngày mà họ xét nghiệm như vậy đó thì có lẽ họ khó nói, họ khó trình bày với chúng tôi. Bởi vì cái lý do họ đưa ra là giám định ADN. Chúng tôi cho rằng cái lý do đó không có căn cứ. Mà không căn cứ thì quý vị biết rồi. Hồi ngày hôm qua hồi chiều tôi không nhớ, trong kênh luật sư, những cái luật sư có đăng lên một cái bài, trong đó có một số người xác nhận rằng ngày 4 tháng 1 có cái việc lấy máu để xét nghiệm. Và kể cả có cái cậu Lê Thanh Minh Tùng gì đó để xét nghiệm. Mà nếu xét nghiệm rồi thì xét nghiệm làm gì nữa, đúng không? Quý vị biết là tiền dân bây giờ đất nước ta đang khó khăn, mà chúng ta cứ xếp tiền dân ta đi xét nghiệm hoài thì nó hơi kẹt. Chưa kể là ông Nguyễn Xin gì đó, kể cả ông Trần Thảo cũng từng tuyên bố từ năm 2020 là vào tháng 7 năm 20 đó, người ta lại đã xét nghiệm nữa. Đó là trong cái khu cách ly kiến tường gì đó. Và cái đó thì luật sư Lê Ngọc Luân đã tố cáo đến Bộ Y tế. Có nghĩa là riêng cái việc xét nghiệm thì Long An đã ưu ái dành ngân sách xét nghiệm những người Thiện Nam ít nhất là 3 đến 4 lần. Và chắc là tiền thì chung là có thể là kinh phí đó họ dư. Mặc dù dân Long An như tôi biết thì mặc dù là cái ruộng, cái nôi lúa gạo của miền Nam, nhưng mà dân Long An cũng rất là khổ, người dân còn khó khăn. Nhưng có lẽ kinh phí bên xét nghiệm họ nhiều, họ làm tới mấy lần như vậy. Và có lẽ rằng cái ngày mà 24 tháng 9 đó, cái anh Luận đó, ảnh cũng không vui với chúng tôi, bởi vì bất ngờ chúng tôi xuống. Do đó ảnh có lẽ là hơi giận,
Mà may mắn là nếu không có cô, cái cô cán bộ cản lại thì chắc ảnh xuống ảnh cũng có thể là ảnh có một cái gì đó với tôi, may mắn là không xảy ra. Mà rõ ràng chúng tôi cũng mời ảnh để nói chuyện mà, có điều là mấy người đó họ không nói chuyện với chúng tôi. Trong khi đó, trong suốt quá trình điều tra, họ là người từng nhờ chúng tôi hợp tác cũng như động viên vận động những người Việt Nam để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Và chúng tôi làm đầy đủ những yêu cầu đó, chúng tôi tuân thủ pháp luật, đồng thời hướng dẫn cho những người Việt Nam tuân thủ tất cả quy định. Thì thôi bây giờ tình nghĩa anh em có mình lâu đúng không, họ hỗ trợ với mình thì mình hỗ trợ lại. Còn bây giờ thì chuyện đó đã lỡ rồi, và chúng tôi đã nói đơn tố cáo, mà tố cáo thì vạch rõ ràng ranh giữa các luật sư và cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An. Hiện nay một bên là bị tố cáo và một bên là người tố cáo. Còn cái chuyện cấp trên hoặc là viện kiểm sát họ xem xét tới đâu thì mình theo tới đó. Và như tôi thông báo á, văn bản chúng tôi được chuyển về tỉnh Long An hình như cũng khá nhiều, có điều chắc cũng viện kiểm sát cũng bận rộn quá nên họ chưa xem xét. Mong rằng là giờ sắp cuối năm rồi quý vị đúng không, bữa nay là trời lập công rồi, bây giờ đã là tháng 12, 12 tháng 12. Ngày 12 tháng 12 này cách đây 3 năm là ngày xảy ra cái sự việc bắt cóc Diễm My, hay chúng ta nói rằng là cô Diễm My đã mất tích 3 năm. Đó là theo cái những cái thông báo ta biết thôi. Còn tất nhiên có những đoạn quấy về quấy ra rồi đó thì cho đến nay chưa làm rõ. Thì ta tạm gọi đi thời điểm gọi là bắt cóc Diễm My xảy ra đúng 3 năm. 3 năm nay cô ấy cũng kêu gọi trên mạng xã hội, phía Thiền Am cũng có đơn, chúng tôi cũng có đơn. Nhưng mà khổ một nỗi á, là từ cấp sơ thẩm thì có lẽ họ bận quá, họ quên. Rồi sau đó đến phúc thẩm thì họ cũng nói à để xem xét, nhưng mà họ cũng quên luôn. Đấy, chứ đúng ra là bây giờ một người liên quan như thế mà gọi là không liên quan cũng thấy không đúng. Và trong nội dung tố cáo chúng tôi đó, có một nội dung chúng tôi cũng không biết là các cơ quan cấp trên xem xét thế nào. Đó là cái việc che giấu hồ sơ khi mà cái văn bản chứng cứ đó chúng tôi nộp ở tòa sơ thẩm đó. Thì sau khi chúng tôi tố cáo rồi thì mãi đến ngày 10, cũng là ngày hình như là ngày 12 tháng 10 đúng không, 12 tháng 10 hay là sao, chứ là còn 2 ngày nữa trước phiên xử đó, thì tòa phúc thẩm mới thông báo rằng tòa cấp sơ thẩm gửi bổ sung, chắc trên đường đi họ rớt đó đúng không, họ rớt trong kẹt hay gì đó, rồi bây giờ bổ sung thôi. Nhưng mà cái đó cũng không được xem xét. Và nếu như những chứng cứ đó khi cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mà họ xử lý thì tất cả những chứng cứ đó phải được xem xét. Và tòa sơ thẩm phải giải trình lý do tại sao chúng tôi nộp ở ngay phiên tòa sơ thẩm mà mãi đến khi sắp xử thẩm họ mới gửi cho tổ phúc thẩm. Đây cái vấn đề là họ không xem là sai thứ nhất. Và sau khi nếu họ không xem đi thì khi chuyển hồ sơ lên tỉnh họ phải chuyển toàn bộ đó, nhưng chắc họ lại quên nữa, nên hai cái quên đó chắc chắn họ phải giải trình. Rồi sau đó tòa án cấp phúc thẩm chắc cũng phải giải trình. Đó là tại sao luật sư giao bằng chứng lên, phía bên bị cáo giao bằng chứng lên, họ đã hứa là xem xét khi nghị án. Và chúng ta nghe rõ là luật sư Hoàng Anh đã nhiều lần tha thiết khẩn cầu van xin, nhưng mà đáng tiếc là chắc cũng không quên luôn, chắc là lúc mà nghị án không quên luôn. Thật ra lúc mà tuyên án đó thì chúng tôi nghe đọc bản án thì họ nói là chưa giám định, chưa có kiểm chứng. Mà chưa kiểm chứng thì họ phải kiểm chứng chứ, bây giờ chứng cứ mà không kiểm chứng thì chừng nào kiểm chứng, mà không kiểm chứng thì làm sao biết thật hay giả. Quý vị mang cây vàng vào tiệm vàng quý vị bán, chắc chắn chủ tiệm vàng phải lấy cái bàn đó đi giám định đúng không, vàng thật vàng giả và bao nhiêu tuổi. Người ta sẽ trả lời quý vị, thậm chí quý vị đưa vàng giả lên người ta còn kêu ai bắt quý vị vì quý vị sẽ làm giả. Còn bây giờ chúng ta mang cây vàng vô trong tiệm vàng, đói quá không có tiền, mang vô cái ông chủ tiệm vàng nó giờ không giám định mà cũng xem xét luôn, vậy thì anh mở tiệm vàng làm cái gì? Mở tiệm vàng người ta vô bán vàng thì phải kiểm tra, mua hay không mua cũng kiểm tra chứ. Chứ nếu mở tiệm vàng ra
mang vàng vô không bán, vậy tôi đóng cửa tiệm vàng cho rồi, đúng không? Đó thì những cái đó tôi nghĩ là những cái đó là ví dụ vui thôi. Nhưng nếu cơ quan cấp trên vào cuộc thì hơn ai hết các cơ quan tố tụng tỉnh Long An phải trả lời và phải có lời giải trình chính thức. Đó là tôi thông báo sơ cái nội dung đó. Và rõ ràng tôi thấy trên cuộc sống này, những người mà từng cho mình là những người đức cao vọng trọng, đạo đức sáng ngời, thì rõ ràng cái cuộc sống của họ, cái hành xử của họ đó, nó không có giống như người bình thường chúng ta. Và tất nhiên là pháp luật phải xử lý thôi. Nhưng nếu như không có truyền thông thì chắc sự việc đã chìm vào quên lãng. Thì quay trở lại vụ án tỉnh Thất Bồng Lai cũng như vậy. Nếu như chúng ta không lên tiếng nói thì có lẽ hôm nay mọi người vẫn tin rằng vào ngày 4 tháng 1 đó có một sự việc liên quan lừa đảo xảy ra. Có ông Hồ Phước Lợi, có 100 triệu bắt quả tang. Rồi bây giờ những người trong Thiền Am ở tù. Vậy đám này có tội mới bị ở tù. Và tù gì cũng cần biết. Ở tù là đúng. Và có lừa đảo. Báo chí có loạn luân. Có luôn kể cả cái giám định ADN. Nhưng ngày hôm nay, cho dù họ có điên cuồng, họ dùng giải thế nào, thì chúng ta phải xác nhận một điều. Cái từ loạn luân không còn ai dám nhắc đến. Ngoại từ những cái đám coi như là lo làng lãnh lương tháng gì đó, thì chứng tỏ sự ngu dốt của họ. Tại vì họ ráng, họ ca thôi. Nhưng có điều chúng ta thấy là những cái bộ phận truyền thông đã không còn dám nhắc đến từ loạn luân. Nhưng mà lên mạng thì từ loạn luân đó bấm lên, chúng ta sẽ thấy nó còn đầy trên mạng xã hội. Vậy ai là người rửa sạch những lời đồn ác ý đó? Trong đó có sự tiếp tay của một số báo chí chính thống, đa truyền hình, và kể cả họ dùng cái từ là cán bộ lãnh đạo của Bộ Công an, y của tỉnh Long An. Thậm chí một số báo dẫn lời, tôi nhớ kỹ vị đó là Đại tá Văn Công Minh. Thế thì bây giờ sự việc đó, các cơ quan chức năng phải làm gì để trả lại sự trong sạch cho họ? Tôi cho rằng nha, cho rằng họ phạm tội bao một, kể cả họ lừa đảo luôn, nhưng không có loạn luân thì phải rửa sạch tội loạn luân cho họ. Không chơi đánh bùng xe ao như vậy. Đây, đó là cái vấn đề chúng tôi muốn nói, nó liên quan đến vụ án này. Và chính vì chúng tôi phát hiện ra một số vi phạm tố tụng, đặc biệt chúng tôi cảm thấy rằng hành vi bỏ lọt tội phạm, ông Võ Văn Thắng cùng 50 tên côn đồ xông vào tỉnh Bồng Lai ở cái ngày 24 tháng 9 năm 2019 đó, mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đức Hòa đã nhiều lần cố ý bao che vấn đề đó bằng cách là tách riêng ra, gây khó dễ. Đến cuối cùng, sau khi xử xong cái vụ bà Châu Yên Hóa, thì một lần nữa luật sư Lê Ngọc Lương cũng như cộng sự lại gửi tiếp cái đơn tố cáo, và đến bây giờ họ mới chịu làm cái giấy đó là thông báo tiếp nhận tin báo tội phạm. Và tin báo đó khá muộn như vậy. Sự việc xảy ra từ năm 2019, người ta tố cáo ngay ngày, hình như tôi nhớ là trong cái giấy của thầy Nghị Nguyên á, là bữa 24, từ 26, 25 gì đó, đã có rồi. Và năm 2019, sau đó họ lại ầu ơi với dầu, họ cố tình bỏ lọt với cái hành vi đó trong cái vụ bà Châu Yên Hóa, và tách riêng ra chỉ cá nhân bà Hóa. Tòa án trả lại, họ lại tiếp tục bao che. Rồi sau này, có lẽ tôi nghĩ là luật sư Lương đúng không, khiếu đại dữ lắm á. Cuối cùng đến tháng 3 2021 thì phải. Thì bây giờ đó là cái chuyện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đức Hòa có lẽ không che giấu được, mới ráng, tôi nghĩ là ráng thôi. Lòng thì không muốn đâu, nhưng mà bị ép quá phải làm cái thông báo là tiếp nhận tin báo tội phạm. Thôi để đó không có làm. À, bắt đầu thì họ lên chiến dịch làm sao du khống với người Thiền Am, loạn luân, lừa đảo. Và cuối cùng, từ tháng 3 năm 2021 đó cho đến tháng 12, tập hợp những cái đơn, rồi bắt đầu 4 tháng 1, họ vào vô bắt. Đấy, nội dung là như thế. Và bắt những lý do gì? Thật ra một trong những lý do đó, một trong những lý do liên quan đến 3-1, đó là nói công an Đức Hòa bao che tội phạm.
Thế thì ở đây tôi nghĩ là nếu như có các bạn công tác trong ngành công an hay an ninh, chúng ta thử hình dung lại, nếu một người có đơn tố cáo từ năm 2019 đến năm 2021 mới chịu nhận đơn, tức là nhận đơn tố giác thôi, 2 năm trời nha, rồi sau đó im ru luôn, thì cái đó có thể gọi là bao che bỏ lọt, thậm chí là cố tình bao che hay không là chưa chắc, là chỉ đơn giản như vậy. Mà bây giờ lại khởi tố người ta vì cái tội là nói công an bao che, có nghĩa là bịt luôn cái miệng không được la. Và đó là tại sao tôi tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, kể cả an ninh điều tra công an tỉnh Long An là như vậy. Bởi vì ngày 4 tháng 1, chính hai cơ quan của họ đã hợp tác với nhau có hành vi vi phạm tố tụng nghiêm trọng bằng cách dàn cảnh ông Hồ Phước Lợi để bắt ông Lê Thanh Nhất Nguyên, lấy cái cớ xông vào khám xét Thiện Am và khám xét tất cả mọi thứ. Sau đó thì chúng ta thấy rồi, cuối cùng vụ án là bỏ bầu và xử vì những cái video clip quay từ năm 2019-2020 mà điện thoại được cho, được tặng và được mua năm 2021 thì bị tịch thu. Đó là điều rất là lạ. Cái thứ hai, nên tôi xác định rằng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cũng như cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa có vi phạm nghiêm trọng trong cái việc bắt ép cô Bùi Ngọc Trâm đi khám bộ phận sinh dục. Đó là tội ác xâm hại đến quyền nhân thân của phụ nữ. Và chúng ta thấy rằng là trong cái clip tôi đăng hồi chiều nay đó, hình như là có nhân chứng và xác định rằng có sự việc đó, kể cả cái việc lấy máu trong ngày 4 tháng 1. Tất nhiên mình thu thập chứng cứ mà, đúng hay sai, các cơ quan chức năng phải mời những người lên để làm việc. Chuyện đó đơn giản thôi. Còn chúng tôi thấy gì tôi up lên mạng cái đó. Đấy, có cái gì thì tôi đưa lên cái đó. Và N11 sẽ phát 24 giờ tất cả những chứng cứ như vậy. Và tất nhiên chúng tôi phát nó chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Phát sai thì cơ quan công an phải xử lý tôi chứ, an ninh mạng xử lý chứ. Thật ra phát đúng thì người ta lại tìm nội dung đó xử lý. Và chúng tôi sẽ phát nội dung đó để làm sao giải quyết những vi phạm tố tụng của an ninh điều tra công an tỉnh Long An cũng như cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa trong vụ án này thôi nha. Còn riêng bỏ lọt tội phạm về ông Võ Văn Thắng cùng 54 công đồ là tôi chắc chắn điều đó là có. Thứ ba, việc cô Diễm My tố cáo, cái đó là điều ai cũng thấy. Và clip Diễm My tôi nghĩ là hiện nay là nó lan tỏa cả thế giới. Cô ấy tố cáo, cô ấy xin kêu cứu, cô ấy thậm chí có hành vi xúc phạm cơ quan công an. Ông Thích Trực Từ, Đài Truyền Hình, ông Võ Văn Thắng, kể cả có nghi vấn về tội loạn luân, bởi vì cô ấy nói rằng ông Võ Văn Thắng xâm hại tình dục cô ấy. Cái đó là tội cũng rất là nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Ngoài cái này mà bình thường nha, cái chuyện trật tự an toàn xã hội thì còn đạo đức xã hội nữa. Và tôi nghĩ là cái đó, nó còn ghê gớm hơn cái việc bên kia họ tạo dựng ông Lê Tùng Vân loạn luân. Bởi vì sao? Bởi vì họ tạo dựng xong, thậm chí họ xét nghiệm lấy máu trái phép, vi phạm hiến pháp, cuối cùng không có. Họ lại cố tình, mục đích của họ là gây truyền thông bằng ngày 24 tháng 10 năm 2022 vừa rồi. Đấy, cái ngày hôm đó là cái ngày họ cố tình làm xét nghiệm lần thứ N. Và tất nhiên, nếu ngày hôm đó mà họ trình bày ra thì họ trả lời làm sao là những lần trước họ đi làm cái gì, và có báo chí nào dám nêu lên là vụ xét nghiệm này đã làm 3 năm nay hay không? Không có. 3 năm trước cũng những tờ báo đó đưa ra xét nghiệm, nhưng 3 năm sau cũng những tờ báo đó lại chẳng mắc cỡ, lại đưa tiếp là cơ quan xét nghiệm. Thế thì họ quên một điều, chẳng lẽ xét nghiệm ADN hoặc huyết thống của một con người phải làm 20 lần? Và tiền thì không phải là tiền chùa, dù cho tiền của ai cũng là ngân sách của là dân. Đúng rồi, ngân kim, xin lỗi, là ngày 24 tháng 9 năm 2022. Tôi hay là bị lầm vô đó, tức là 24 tháng 10 2019 là ông Võ Văn Thắng cùng 54 công đồ xông vào tới Bồng Lai. 12 tháng 12 2019 xảy ra việc bắt cóc Diễm My.
20 tháng 7 năm 2020 thì xảy ra việc lấy máu lần thứ nhất. 4 tháng 1 năm 2022 diễn ra việc lấy máu lần thứ hai. Đó chúng ta biết thôi nha, còn lấy lén thì tôi không biết. Rồi 24 tháng 9 năm 2022 tiếp tục lấy ADN lần thứ ba hoặc lần thứ tư. Và họ lấy hoài, họ mắc cỡ sao? Lấy hoài không ra kết quả thì lấy làm cái gì? Và đó là tại sao tất cả các cơ quan truyền thông bây giờ ngoài việc cố gắng là chữa cháy thì không ai dám nói lộn luôn nữa. Và tôi nghĩ là đó cũng là một điều chúng ta có thể an ủi, là về truyền thông, mặc dù chúng ta cùi bắp, chúng ta xài thủ công, chúng ta làm bằng tay, đúng không? Đó là đài truyền hình chạy bằng cơm á. Nhưng mà thật ra thì có hiệu quả. Chứ không thôi là cái truyền thông bẩn họ thao túng 3 năm nay về cái tội lộn luôn đó, thì chắc có lẽ những người Việt Nam rất là khổ sở. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi thấy có một số kênh á, đáng lý ra thì họ hỗ trợ chúng ta vì họ mang danh là người yêu thương Thiền Am, thì thay vì yêu hỗ trợ hoặc để yên đó thì chúng ta thấy rằng có một số kênh họ công kích cả cô Bùi Ngọc Trâm. Cái đó tôi nghĩ là không thể nào tha thứ được, bởi vì dù cho nói gì thì cô Bùi Ngọc Trâm là một nạn nhân trong cái việc cô ấy không có liên quan gì đã bị luật sư Trần Quốc Vũ xúc phạm, làm nhục mà cơ quan quận Gò Vấp hiện nay chưa có xử lý và gọi là treo vô thời hạn, tức là cái chuyển đến đứng, chuyển đến đứng. Và hầu như là những cái gì liên quan đến Thiền Am mà chuyển về Long An thì lại rơi vào cõi hư vô, chắc hồ sơ nhiều hậu quên đấy. Cái đó là thứ nhất, là mà nhớ nha, cô Bộ Trâm không có bất kỳ ân oán riêng tư nào trong sự việc này. Cô ấy không có kênh để lên đây giải đọc cho mình, không có kênh để lên đây bình luận phản biện. Nhưng khốn nạn hơn là ngày 4 tháng 1 hay 5, 6, 7 gì đó thì một lần nữa cô Bùi Ngọc Trâm đã bị xâm phạm đến thân thể của mình, đặc biệt là người con gái lại bị cưỡng chế khám bộ phận sinh dục trái phép, chưa kể hậu quả xảy ra thế nào. Bọn tôi nói thẳng thế này, thế thì nếu như ngày hôm đó cho dù cô ấy tự nguyện như những lời bịa đặt của phía bên kia, hay cô ấy bị cưỡng chế thì kết quả đâu? Tại sao cô ấy đi khám? Lý do cô ấy đi khám? Mà nếu đi khám rồi thì khám phục vụ mục đích gì? Và để phục vụ mục đích đó thì phải đối chiếu kết quả. Không thể nào đưa người ta đi khám xâm hại quyền lợi phụ nữ như vậy mà phụ nữ cả nước chúng ta không ai lên tiếng. Thậm chí có người còn đứng ra bị đặt làm chứng, kể cả công kích cô Hồ Trâm. Chúng tôi nghĩ cái tội ác này rất ghê tởm, nhất là phụ nữ với nhau. Nếu như đàn ông có thể ta nói là người ta vô tình, nhưng là người phụ nữ, nếu như chúng ta, bản thân chúng ta, bản thân người thân chúng ta bị hành xử như thế, chúng ta có đồng để yên hay không? Rất tiếc, có vẻ là cô Trâm thì gia đình họ hiền quá. Rồi chưa kể trong Việt Nam bây giờ có chuyện. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ ràng có những người, kể cả là phụ nữ, nhưng mà lên công kích cổ suý như vậy, thì tôi nói xin lỗi, họ có thể là không còn cái tình cảm người phụ nữ nữa. Giữa tình người với nhau, không thể nào họ thốt ra những lời như thế. Và những ai cổ suý cho những thành phần đó, đó là thành phần tôi nghĩ rằng cặn bã xã hội mới đi cổ suý cái việc làm nhục của người phụ nữ như thế. Do đó cái việc của Bộ Trâm đáng lý ra đã giải quyết xong rồi, nhưng bây giờ thì một á, cái vấn đề người ta buồn á, là cái vụ Gò Vấp thì bị dậm chân tại chỗ, và bây giờ tự nhiên cô Trâm bị tấn công. Và chúng ta cứ xem cái clip tôi up lên hồi hôm qua, tôi nhớ hôm qua hay là bữa nay nhớ, là công chiếu á, vào cái là 17:30, tức là bây giờ đó, hàng ngày thì 17:30 chúng tôi công chiếu những đoạn nhỏ, và những đoạn nhỏ đó sẽ là liên kết để chuẩn bị chạy thêm 4 giờ, tức là một đoạn dù 50 phút, 1 giờ 3 phút gì đó, để chúng tôi gom lại chừng 1 tiếng và nửa tiếng
thì mới chạy 24 giờ. Thì cái đoạn nhỏ đó quý vị xem. Và chúng ta sẽ nghe để biết những thành phần nào đang công kích, đang làm nhục một lần nữa. Nhất lại là một lần nữa, tức là cổ đã bị nhục rồi. Ngày 4 tháng 1 đó đã bị xâm hại. Khi chúng tôi tố cáo thì cái người đang giải quyết là chính là người cưỡng ép cô ấy đi khám, đó là thủ phạm. Nhưng bây giờ sự việc này đáng lẽ chúng tôi không nhắc tới, vì chúng tôi chờ kết quả của con gò dốc. Thì một lần nữa tên cô Bùi Trâm đã được làm sống lại trên mạng xã hội. Thậm chí có những lời lẽ sỉ nhục cô ấy, đe dọa cô ấy. Quý vị cứ xem lại cái clip công chiếu của cái kênh Diễn Kiến Luật Sư vào ngày hôm qua lúc 17:30. Và nếu như những người nào, tôi nhắc lại, nếu như kể cả phụ nữ, kể cả người chúng tôi kính trọng nhất mà cổ xí, binh vực những người mà xúc phạm của Bùi Trâm, thì chúng tôi sẽ lên án và không tha thứ cho họ. Và do đó chúng ta nên có một thời gian dành cho cái Bùi Trâm, xem là những lá đơn mà chúng ta đã gửi cho các cơ quan chức năng hoặc là ban bảo vệ phụ nữ trẻ em gì đó trung ương đó. Thì chúng tôi hiểu rằng là quý vị đã gửi rất nhiều, thì quý vị dành một chút thời gian xem lại xem những đơn đó ngày hôm nay tới đâu, và tại sao cô ấy lại bị đưa ra nhục mạ, thậm chí còn bị đặt rằng cô ấy là người tự nguyện đi khám. Đó là việc liên quan đến cô Bùi Ngọc Trâm. Và chúng ta sẽ lên án những người nào cổ xí, binh vực những thành phần bất hảo như vậy, công nhiên xúc phụ nữ. Tôi nghĩ rằng ngay cả đất nước Việt Nam hay cả nước dân chủ, người ta không bao giờ tha thứ cho những thành phần như vậy. Do đó mong quý vị dành thời gian quan tâm đến Ngọc Trâm. Vì tôi là, dù sao tôi là đàn ông, những việc đi qua phụ nữ thì thật sự là tôi cũng không có, mình cũng khó nói. Nói chung là quý vị biết rồi, những việc đó thì để mình phát biểu hay là nói gì thì cũng hơi khó. Phần đó là luật sư Hoàng Anh phụ trách. Mấy nay Hoàng luật sư Hoàng Anh đang có việc, nhưng mà chắc là các luật sư sẽ quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên cái đó là vấn đề chúng tôi giải quyết á, là chúng tôi giải quyết trên vấn đề pháp lý. Đơn tố cáo chúng tôi có, hiện nay Đức Hòa cũng như Long An vẫn nợ chúng tôi về sự việc của Bùi Ngọc Trâm. Có điều đem sự việc của Bùi Ngọc Trâm lên mạng xã hội, một người không có kênh YouTube, một người không tham gia mạng xã hội và chưa bao giờ xuất hiện để phản biện, để biện minh cho mình, mà nếu cô ấy bị như vậy, thành phần nào cổ xí cho những người đó, thành phần đó tôi cho rằng cũng là bất hảo. Do đó kính mong quý vị dành thời gian, nhất là các cô các chị đó, chúng ta quan tâm một tí, và chúng ta phải có tiếng nói đối với những thành phần như vậy, đặc biệt là phụ nữ mà lại xem cái việc người phụ nữ bị công kích, bị xúc phạm, bị xâm hại là một trò cười, thì tôi nghĩ là không thể tha thứ được những thành phần như thế. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị nhận xét nội dung này như thế nào? Rất mong là quý vị khi xem để lại một bình luận ở dưới video, cũng như là tiện tay đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi để cho mọi người biết đến kênh Hiếu Phan Vlog và giúp cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.